Giá vé ưu đãi áp dụng cho khách mua vé và khởi hành bay từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2024. Giá vé một chiều chỉ từ 1.098.000 đồng cho hạng phổ thông và từ 1.905.000 đồng cho hạng thương gia. Đây là mức giá đã bao gồm cả thuế. Hành khách có thể lựa chọn đặt chỗ từ sớm, tối thiểu một tuần trước ngày khởi hành để nhận những ưu đãi tốt nhất. Các đường bay du lịch trọng điểm hiện tại đều đã mở bán vé với mức ưu đãi nói trên. Trong đó, chuyến Hà Nội Cam Ranh có giá từ 1.648.000 đồng một chiều. Hà Nội Đà Nẵng là 1.216.000 đồng một chiều. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng Huế là 1.227.000 đồng một chiều. Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn từ 1.152.000 đồng một chiều. Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang đều từ 1.098.000 đồng cho một chiều. Theo chia sẻ mới nhất từ Cục Hàng không, giá vé hiện tại đã giảm chỉ còn khoảng một nửa so với thời điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Ngoài chương trình ưu đãi giá vé, Vietnam Airlines cũng phối hợp cùng với các cơ quan ban ngành cung cấp gần 1 triệu chỗ bay đêm trên các đường bay nội địa từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 8 năm 2024 trên cơ sở tối ưu hóa đội bay.